mười ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ tự là hết. Chủ nhật chị vừa rồi chị hát ở Dallas, yeah. Mà chị thấy quá mệt, chị phải ngừng một ngày để tới thăm tụi em đây. Với lại sẵn tiện chị cảm ơn Thành rất là nhiều. Mà khi em gửi chiếc ghế số 7 mà xuống cái chỗ mà Houston cho chị đó, nói thiệt với em bây giờ, nói thiệt là chị không biết dùng cái danh từ gì mà diễn tả được em. Em biết cái nghề của chị mà chị đi travel nhiều. Cái ghế này ngộ lắm em, cái chân á. Trời ơi, mỗi lần cái chân mà chân chị nhức mà đã, em biết chị bị thương cái chân rồi đó, mà chị đi xa, Kevin biết không, chị về mỗi lần trời ơi chị ngồi nó đánh chị, trời chị thấy trời cái này chị sống lại đó em, tại cái chân mà chị mà không có hoạt động là chắc là chị không đi nữa. Nó cào nó gãi cái chân, chị phải cảm ơn em nhiều lắm. Trời ơi, còn cái nữa em, nó cái người ca sĩ đó em, cùng ca sĩ phải không em, biết nó cần cái cổ mình lắm. Cái cổ mình hát rồi cái mấy cái dây thần kinh của mình á, nhiều khi là nó không có khi mình làm việc nhiều quá nó bị tê liệt. Rồi cái suy nghĩ cái mà chị mình là sân khấu, mà em biết ra sân khấu phải cần có cái tỉnh táo, phải sức khỏe em mới nói được. Khi mà em bị mất sức khỏe rồi á, cái ghế này nói thiệt chị em á, chị nói ông xã chị nói giờ ông ở Austin đi, tôi ở Houston. Em còn trẻ nè. Em không có cảm giác nó, chị già rồi cho nên chứ thiệt là chị thấy là đủ rồi. Cảm ơn khi Vân, tại sao mà em thông minh quá vậy, em cứ mỗi một chiếc ghế mà em cứ thì, cứ hả? Chị biết là cái ghế massage thì Luraco đã nghiên cứu phát triển là 7-8 năm về trước rồi. Đó thì tụi em cũng là tiếp tục nghiên cứu, và khi cái số 7 này ra thì thực sự là nó là một cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Nó tất cả những cái gì mà tân tiến nhất là nằm trong cái ghế số 7 này. Đó, nó những cái phần mà massage, nhất là phần cổ và phần chân hồi nãy chị nói đó. Tuyệt vời. Đó, và chị nằm lên 15 phút là chị ngủ. Em khỏi cần giới thiệu, nhưng mà chị khoái nhất một cái là trời, nó gãi dưới chân với em. Nó gãi. Em mà đi mệt rồi mà cái chị là chân đi mà nó đã massage chân cổ dĩ nhiên vậy, nhưng mà em hai cái chân cái ghế mà để vô nó gãi cho nó đã vô cùng em ơi, nói thiệt. Con gái chị có đứa con gái nó cũng sập machine, nó nói mẹ ơi bây giờ có thể là mẹ nói công ty Luraco có phải tại cái ghế đó con nghe cũng mắc lắm, bán nửa giá cho con được không, tại mẹ nói thôi mình phải ủng hộ người Việt Nam, mình phải ủng hộ tại lý do tại vì vừa ủng hộ mà mình là người Việt Nam mình hãnh diện nữa. Chị không dám nói nha, không phải trước mặt tụi các em mà, nhưng mà nhiều khi chị cảm thấy trời mai mốt mà chị biến khỏi cái thế giới này nó còn nhiều cái văn minh, nhiều do các thế hệ trẻ đó nó hãnh diện vô cùng cho người cộng đồng của mình đó. Thì em thời gian qua đó chị biết là mỗi lần mà em gọi chị á là rất là khó khăn, rồi lâu chị thét lại chị đang ở Pháp, chị đang ở Úc, chị đang ở Canada, sao mà em nói rồi ngày mai chị bay về San Jose, ngày mốt chị về Pennsylvania, nhà chị đi sâu một cách mà khủng khiếp, em nói trời ơi chị ơi sao mà sức khỏe đâu mà chị đi sâu dữ vậy? Cái này chị nói thiệt nha, bây giờ chị nói thiệt nha, đây là sự thật nha. Tuần trước vừa rồi là bữa một tay 30 tay chị có mặt ở bên Paris. Ở 30 tay chị có mặt Paris, một tay chị diễn ở bên Đức, hai tay chị diễn Paris, ba tay chị diễn Na Uy. Mấy kế tiếp chị diễn bên Ý. Rồi chị trở về đây chị nghỉ có 2 ngày thôi, chị đi diễn Balopsi. Cái này là sự thật. Từ Balopsi chị bay về đây chị diễn đây. Em biết không? Con chị kể cho nghe. Chị không thể tưởng tượng chị là ai đó, nhưng mà chị nghĩ là sức khỏe chị có đôi khi nó phải bao gồm nhiều cái yếu tố. Không biết tại sao chị xuống rồi chị về đã lát rồi chị sở dĩ mà chị ghé mà chị ghé em là chị cảm ơn. Nếu mà chị không thể thao, chị không có mà giữ gìn cái giọng hát của chị mà chị không bên cạnh, chị không có cái chiếc ghế mà nó xin lỗi đó, mình không phải quảng cáo đâu nha, không lúc nào cũng 24/24 túc trực cho mình, chị không có sức.
chị không có sức. Mệt là chị nhảy lên ghế massage nằm nghỉ ngơi ngủ giấc. Nói thiệt cái chị nó là bạn đời của chị đó. Không cái đó em. Nhiều khi chị ngồi chị cứ nói trời, thế giới nó càng văn minh rồi, cho nên nếu không có những cái này mình chết sớm em. Cho nên chị tới đây chị cảm ơn tụi em. Cảm ơn nhiều lắm. Chị cả. Em nhớ có một lần khi mà em làm show với chị thì khi vì diễn nhiều quá chị đứng cũng mỏi chân. Khi mà vào trong á chị nói mấy lại mấy cô có thể bớt chân chị không, chị nói ước gì giờ có cái ghế massage giống đúng chị vậy. Ở nhà. Đúng. Thì ngồi lên thoải mái đứng bao nhiêu, cỡ nào hát bao nhiêu bài cho khán giả nghe cũng được. Không bây giờ chẳng lẽ chị nói chị chảy nước mắt á Thiên Thiên Vân. Tại vì chị đi đi ngoài á khán giả thương chị cả ngàn. Đứng trước mà sân khấu đó bao nhiêu cái hào quang, bao nhiêu này cái chữ ngàn. Nhưng mà sau khi cái em cũng là từng hát rồi, em cũng MC, em gần nghệ sĩ nhiều. Sau cái bức màn nhung mà khép lại, người nghệ sĩ cô đơn lắm. Tại vì nó sẽ trở về. Thì bây giờ chị có ai? Chị cứ chị, nếu này chị nói đó, cái mà chị gần nhất là chiếc ghế luôn ra cô chị ngồi là nó an ủi chị em ơi. Nó kêu đó chị mỏi chỗ nào làm như chị nói trong cái tiềm thức chị bấm là nó giúp cho chị. Nhiều người thí dụ họ nếu mà họ nghĩ sâu xa chút, nhiều người nói mấy người ca sĩ này mấy người nghệ sĩ đi quảng cáo không có cái gì, cái ở đời cái sự thật bao giờ cũng sự thật hết. Cái tâm cái lòng mình thấy cái sự thật bao giờ cũng xưa nay giờ chị đâu bao giờ quảng cáo sản phẩm nào đâu. Trời ơi, chị đã nói, chị lặp lại, chị nói xin lỗi nè, chị xin lỗi các ca sĩ nghe. Chị có một cái suy nghĩ sai lệch về người nghệ sĩ đi quảng cáo. Người nghệ sĩ chỉ hát thôi. Nhưng mà với chị, người ta kêu là gì đó, ghét của nào trời trao của đó. Cũng vì chị là bị cái bệnh phong thấp. Mà chị đi tìm mua chiếc ghế. Chị đi tìm cái người này quảng cáo cái này nhiều quá, nhiều cái ghế chị không biết. Nhưng mà tại vì tự nhiên có nhân duyên chị làm việc với em ở trong Vô Vi. Thì chị nghe em nữa thì chị gọi, tự nhiên nó đi từ cái step này cái, chính cái lòng của chị. Chị suy nghĩ như thế, tại sao mình không nói cho người ta nghe những cái gì mình có. Chị đâu có cần đâu em trả tiền quảng cáo chị đâu. Mà trả tiền chưa chắc chị quảng cáo rồi nha. Người nghệ sĩ lên sân khấu phải có cái hồn. Chị lên sân khấu có cái hồn chị mới sống được. Mà có cái hồn mà không có sức khỏe thì chắc cũng chết sớm. Nói thiệt. Thôi bởi vậy cái ghế này nè chắc là chặn chị ráng sao chết mai mốt chị tặng cho bà Xu chị một chiếc đó. Tại chị nói chị nó bà Xu chị bà nói là má Ngọc Huyền phải hay quá vậy chị gửi lên cho em đi. Thì nói không, từ 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 để ta đi hát rồi xong từ từ ta sẽ tặng sinh nhật cho nhà người. Giờ khi mà chị dùng cái ghế số 7 đó thì chị thấy là ngoài những cái chức năng massage rồi còn những cái vấn đề tiện nghi với những cách sử dụng rồi như thế nào chị? Trời thì dễ lắm em. Nó cái remote control nó muốn cái gì là giống như cái iPad chị thân ngồi nó có phải mà mò như nó cầm nó bấm nha. Trời ơi, mà chị là dốt mấy cái này lắm nha. Mà bây giờ là tự nhiên ủa sao càng ngày mình có dốt cũng phải không thể nào dốt được. Tại vì bây giờ mình đang cần nó mà cho nên đó cho nên nó giống như iPhone vậy, touch screen đó chị. Đặc biệt nó có hit Trời ơi, chị đang xuống dưới luôn chị. Chị đã nói với em bây giờ nói thiệt á, người yêu chị bỏ được chứ chiếc ghế chị không bỏ được đâu. Tại chị bỏ nó chị bệnh. Nhiều khi nó mỏi mệt á. Mà sao bữa nay gặp mấy em chị nói nhiều quá, nó thiệt tại nó đã lúc mình cô đơn quá, mình chỉ có chiếc ghế nó bạn mình thôi, hiểu không? Thì em cũng cảm ơn chị. Cái cũng là thực sự đây là một cái cơ duyên mà có thể là bề trên sẽ là sắp đặt trước cho tụi em. Thì em cũng biết chị lâu và mọi nói chung chị thì ai cũng biết rồi, nhưng mà có cơ duyên thì chị mới tìm cái ghế để cho bản thân chị sử dụng, thì mới qua bên em gặp chị từ lâu mới có nhân duyên mình nói chuyện. Thì chị sử dụng cái ghế số 6 là quá tốt rồi. Thì đó, mà chị thì chị rất là ngại về vấn đề quảng cáo. Trước đây chị nói chị không có làm, chị chưa báo kỳ lắm em, kỳ lắm. Chị có cái gì chị cứ nói đi, từ cái kinh nghiệm bản thân của chị sử dụng cái chị cứ nói thì chị mới nhận lời chị giúp bên em. Thì khi mà cái ghế số 6 đó ra đời đó thì sử dụng và được chị giới thiệu đó thì bà con đồng hương ủng hộ rất là nhiều chị.
Dạ. Đó, có lẽ là cũng cái sự quý người, mến. Nhiều người gọi cho là cứ nói ghế của chị Thanh Tuyền. Tụi em phải biết là ghế nào. Trời ơi, chị nói thiệt chứ em bây giờ nhiều khi chị đi người ta không kêu cô Thanh Tuyền, cái Luraco kìa, bà Luraco. Cái gì vậy, tên tôi Thanh Tuyền mới kêu Luraco, tôi nó có phải gì đâu. Nhưng mà thật sự, mà từ hồi chị có cái ghế này đó, nói thiệt cho em á, chị đỡ tiền nhiều lắm em. Dạ. Trời ơi. Để đỡ thiệt tiền đó, một tuần mà chị đi hát về không có massage là chị chết á. Cho nên đỡ em cái tính thì một lần một giờ 60, chưa kể tiếp 20 là 80 đồng bạc. Khỏi cần đó. Mà cái này nó nằm trong nhà mình. Trong nhà. Khi nào đang bực mình cái gì nha, đang bực mình cái gì, ta khỏi cần nói chuyện với ai, thì ra cái ghế nó ngồi. Thư giãn hả chị ha? Tuyệt vời, nó giúp ích nhiều lắm em ơi. Em thấy bây giờ đó, chết đâu có mang theo đâu. Hộp sàn cục tiền rồi đâu mang theo, cái sức khỏe là sức khỏe quan trọng chị. Chị thấy rồi đó. Chị bây giờ nhưng mà dù muốn dù không, chị cứ cầu mong, ngược lại giờ chị cầu mong em còn trẻ nhiều sức khỏe. Sức khỏe chị thì bây giờ chị phục vụ tới đây cũng nhiều ơn trên cho chị bonus rất là nhiều rồi. Bây giờ em Thành Thiên Ngân cũng vậy. Tuổi trẻ các em ráng làm cái gì có ích cho xã hội, cho nhất là mình là người Việt Nam da vàng mũi tẹt, mình đi đừng để người ngoài quốc nó coi thường mình, đúng không? Cái lòng của chị là chị muốn vậy, đúng không em? Mà chị biết bên Mỹ người ngoài quốc không coi thường em đâu. Chắc ba má em có tu á, mới đẻ mấy người con trai mà quá mà mang cái hãnh diện cho người cộng đồng ngày hôm nay. Màu hoa phương thắm như bao con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu.